Hello các bác nhé. Hôm nay thì bên em về số lượng rất là nhiều sạc của Dactone các bác nhé. Thì với cái dòng sạc của Dactone này thì nó là một cái dòng sản phẩm hàng chính hãng và sạc sử dụng cái chân pin phổ thông M21 các bác nhé. Đấy, thì đây là một cái hộp sản phẩm này. Đấy, con này có model là M21S24. Đấy, S24 này có nghĩa là nó sẽ là hiển thị cái dòng sạc. Dòng sạc của con này sẽ là 2.4. Đấy, và điện áp sử dụng là 220V đến 240V, tần số 50 đến 60Hz. Đấy, output là điện áp ra là 21V và max của nó là 2.4. Đấy, 2400mAh có nghĩa là 2.4A các bác nhé. Đấy, dòng sạc. Đấy, hàng sản phẩm chính hãng của Dactone nhé. Đấy, thì bây giờ này, cái với dòng sản phẩm này thì các bác sử dụng cho các cái dòng máy chân pin M. Đấy, chân pin M21 ấy, chân pin phổ thông của Makita, rồi tất cả các những thương hiệu khác mà đều sử dụng cái chân pin M21 thì đều sử dụng được cái sạc này các bác nhé. Em xin lưu ý với toàn thể các bác là cái mẫu sạc mới của Dactone này thì cái chân của nó sẽ nhỏ hơn bình thường một chút các bác nhé. Đấy, nhưng mà vẫn là sạc dành cho chân pin phổ thông. Đây, em lấy một cái ví dụ đơn giản. Đây là một cái sạc bình thường, đúng không? Cái sạc pin bình thường thì các bác để ý này, nó sẽ có 1, 2, 3 chân. Còn cái sạc của Dactone này sẽ có 1 chân, 2 chân. Thì cái sạc bình thường thì khi mà sạc vào ấy thì các bác để ý này, cái chân ngoài cùng này này. Đấy, chân ngoài cùng này. Đấy, chân ngoài cùng thì nó sẽ là cái chân mà không phải là cái chân lấy điện đâu nhé, là chỉ có chân này với chân này thôi. Đấy, chỉ có hai chân này là chân sạc thôi nhé các bác nhé. Đấy, mặc dù nó có ba chân nhưng mà chỉ có chân âm này với cả chân dương này là chân sạc. Đấy, còn cái chân thứ ba này thì nó gài vào cho nó chắc thôi. Đấy, đây là cái bo mạch của cái sạc Dactone mà bọn em đã tháo sẵn ra đây. Đấy, và đây là một cái bo mạch của cái sạc thường. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chất lượng linh kiện này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, bên tay phải em là sạc của Dactone này. Đây, tụ lọc nguồn cực kỳ to nhé. Đây, bên đây cái tụ bé xíu. Đấy, bên đây thế này, diode ở đây có 4 con diode, đây có 1 con. Đấy, các bác thấy không? Đấy, cái cả biến áp nhé. Đấy, biến áp đây có 2 cục biến áp. Đấy, 2 cục biến áp và một con công suất rất là to. Đây, một con công suất rất là to. Đấy, ở đây con công suất cực kỳ nhỏ. Đấy, đấy, các bác có thể thấy được cái chất lượng linh kiện cũng như là sản phẩm của Dactone thì phải nói là cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Đấy, nhìn mạch của nó này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy, còn cái con sạc thường này các bác nhìn này, nó chỉ bằng một nửa thôi. Nếu mà so sánh về chất lượng linh kiện thì chắc là chỉ bằng 1/3. Đấy, cũng là một cái sạc. Đấy, nhưng mà nó khác nhau nhiều lắm các bạn. Đấy, sạc zin của Dactone nhá. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Với dòng sạc 2.4. Đấy, 2.4 thì các bác sạc cục pin, ví dụ như cục pin 5A. Đấy, thì chắc là các bác sạc khoảng 2 tiếng là đầy nhá. 2 tiếng là đầy. Đấy, nó cũng ở mức độ vừa phải thôi, không phải là nhanh quá. Đấy, nhưng mà với dòng 2.4 thì cũng khá là ổn rồi. Đấy, và chất lượng của nó thì các bác cứ yên tâm nhé, không phải lăn tăn đâu. Quá là xịn sò luôn. Sạc chân phổ thông, sạc được cho tất cả các loại pin. Đấy, sạc được cho tất cả các loại pin luôn. Này, ví dụ như em cứ lấy ví dụ minh họa cho các bác xem luôn. Đây, em sử dụng cái cục pin dán tem để oát này. Đấy, ok nhá, sạc được luôn. Này, pin của Navara này. Đấy, sạc được luôn. Pin của Hukan này. Này, sạc được luôn. Đấy, pin của Akuza này. Đấy, đấy, sạc được ngay các bác nhé. Đấy, nó là chân pin phổ thông cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nhé. Đấy, nhà hôm nay thì nhà em về số lượng rất là nhiều cái sản phẩm sạc pin đấy của Dactone. Đấy, con này thì có model là M21S24 nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhá. Và em xin phép báo giá luôn đến toàn thể các bác cái sản phẩm này. Đấy, chỉ với mức giá là 250.000 thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Cubom TV
và các bác nhớ bấm chuông để cập nhật được những video mới nhất các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào các bác.